chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Las Vegas Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại mình đang ở Paris. Ồ, treo đồ bán ghê, giống chợ sống chiếu quá. Vậy là nhà ngành là quận 4, đây là cái chợ sống chiếu nè. Hôm nay có thấy quán tiệm cà phê nè, có sushi. Ồ, xe cam nhung. BMW rồi, cũng rồi. Ừ. Thấy xe em BMW rồi. Không, chính là nếu một cái công viên nhỏ với lại cái chợ. Đường phố bên Pháp. Ở đây trên này nhà chung cư. Ở dưới là nó có bán đồ. Hôm nay là ngày thứ hai mình đến Pháp nha các bạn. Thì hôm nay chị mình sẽ dẫn mình đi tham quan. Mình chưa biết đi đâu nữa, giờ thì đi theo thôi. Thì các bạn nhớ theo dõi tiếp kênh của mình. Đây thì mua ticket nè. Mình sẽ đi vô nhà ga và mình đi tàu điện nha các bạn. Rồi hàng coi, hàng coi. Thôi hàng. Hãy là hàng hộp điện tổng này á. Giờ nó đặt. Ta trả chị á. Em kiếm nữa. Hiện tại mình đang ở đâu? Đó, trên kìa La Ba. Hiện tại mình đang ở trên. Và mình sẽ đi xuống tới cái sạc. Ok, sạc lên. Mình đổi cái khô số 1. Cái này mình kêu tàu điện hay tàu lửa? Tàu điện. Ồ, thấy rồi. Trời hiện tại mát các bạn ơi. Thời tiết hiện tại bên đây mát. Mát mát mà nó giống như đinh Đà Lạt vậy đó. Lạnh quá, giờ mình đi vô trong đây cho nó ấm. Nó làm đây cho nó đỡ, nó không có gió, nó ấm hơn. Rồi mình đợi tàu nó tới. Đây. Rồi xe tới rồi các bạn ơi. Nó chỉ định coi xe kìa. Kia hơi sập phanh. Ồ, cái này có hai tầng luôn, tầng trên và tầng dưới. Rồi đi vô. Đi theo hả chế? Từ kéo thế là. Xin hỏi ba ngồi đây. Ba ngồi đây. Hỏi gì xỏ mà. Hỏi xe à. Để thi ra. Tại này. Tại này. Không hỏi sao. Em hay đó. Phải đang ngó rồi đây em. Đang khởi động mà. Bây giờ mình sẽ đi ra bên trung tâm thành phố. Ở bên Pháp này mình thấy nó khác ở bên Mỹ mà khu mình ở các bạn. Ở đây nó rất là nhiều cây xanh luôn. Rồi chị định
gia đình đang ngó đông ngó tây mà mình đang ở đâu, mình đang làm cái gì vậy, xin nó khác ở bên bên Mỹ của mình quá vậy, nó khác cái chỗ ở, mình ở quá vậy. Lần đầu tiên gia đình được ngồi vào điện luôn. Gia đình có vui không? Vui mà gật gật mặt, cái mặt còn đang gầu gầu sao á, đang không biết là hả, ta dẫn đi đâu, sợ có đừng đi bán không, đang suy nghĩ, cái đầu đang suy nghĩ nè, nó dẫn tôi đi bán không vậy ta. Sáng nay mình kêu gia đình dậy, gia đình mình hỏi là gia đình là biết đang ở đâu không, gia đình nói con đang ở Pháp, nghe cũng còn biết mình đang ở Pháp, tưởng là mới ngủ dậy quên rồi. Giờ mình chuẩn bị xuống trạm này nè các bạn. Trạm này nha, cái tên này. Đông. Xuống. Rồi có hơi. Cái gì con tiền hồi hòa quan tôi hài cảm nhận á. Con tiền tươi gì là tại ba bên ngồi tiền, ngồi tiền xa chứ. Gia đình bắt ba ẩm. Em số 1, mình sẽ đi lên cái chữ này nè, Musée de Louvre. Chữ em số 1. Rồi ra ngồi tàu nữa. Cái gì chị thật chị thật chị thật thật của anh ạ. Ngồi thấy một tàu. Thấy á. Kêu metro, bên này kêu metro là giống như cái tàu thịt của Đài Loan, tàu điện Đài Loan. Rồi tới rồi, giờ xếp hàng. Gia đình được đi tàu điện, thôi buồn thôi, yêu. Đi hai dạng nữa là sẽ tới. Không phải nha. Thôi dập đi. Đây là cái chạm nè. Mình sẽ lên cái chạm coi cái tháp. Mình nói trên này. Cái này lại ghi là metro này. Nó có cái chữ, cái số màu, số màu vàng và số 1 này, cái số 7 nè. Này là xe buýt. Đó, mình coi cái chạm, cái màu thì mình sẽ coi ở đây. I'm coming. I said, I'm very, very. Didn't I? Wow. Musée de Louvre. Ở dưới là cái gì bảo tàng. Ở đây là phương trên cái tháp. Mình tới cái tháp rồi các bạn ơi. Còn bên đây là mấy cái
mà cũng không biết là cái gì đây. Anh chọn 26 tuổi. Pháp ơi. Đẹp không? Wow, đẹp quá trời luôn. Hôm nay trời rất là đẹp luôn các bạn. Trời ơi, bà chế mình dẫn thằng con mình đi vòng vòng mà hả, đi lẹ quá, đi nhanh quá. Wow, ở đây người ta xếp hàng rất là nhiều luôn, mà coi nè các bạn coi, người ta xếp hàng để đi vô coi trong viện bảo tàng ở trong á. Wow, cuối cùng mình cũng đã đến được Le Louvre. Yeah. Ồ, ở đây mặt đẹp dễ sợ luôn các bạn ơi, coi nè. Cuối cùng mình cũng đã thực hiện được giấc mơ của mình rồi. Yeah. Palion. Người ta đang xếp hàng đi vô nè. Nằm ở dưới không à? Cái bảo tàng nằm ở dưới đúng không? Oh, Paris, I'm here. Paris, I'm coming. No. Tôi trở là Paris, I'm here. Theo sân lề, theo sân lề. Paris, I'm here. 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 Chị, chị. Đem cái gì ăn đi con. Chị, chị thì khen chậu rồi chị à. Dắt ba coi. Ô, thực ra là, đây là cái niềm mẫu tàng hết các bạn ơi. Tự nhiên qua đây dẫn tôi đi coi coi cuốn trời. Để bà lặn cái. Ôi bà đó, mày đem, mày dắt tao không đi, mày dắt tao đi coi cuốn trời. Gì bảo tàng. Hôm nay trời rất là đẹp luôn, nên là hả video rất là rõ nét luôn các bạn. Giờ mình sẽ đi qua một cái trạm tiếp theo các bạn ơi. Thì ở đây mình chưa có đi tham quan ở trong cái chỗ này, thì đợi bữa khác mình sẽ đi vô tham quan viện bảo tàng ở trong cái Louvre. Rồi mình sẽ đợi xếp hàng quá đông luôn các bạn ơi, đông lắm luôn á. Excuse me. Merci. Đông lắm. I'm here. Paris, I'm here. Đây. The Louvre. Đây là 900. Wow. Để lỏ lên tiếng điều quả làm gì nha. Cảm nhận. Yeah. Mình ngồi nó còn xảo thêm. Yeah. Yeah. Paris, I'm here. Paris, I'm coming. No, Paris, I'm here. Paris, I'm here.
Rồi bây giờ trạm tiếp theo là mình sẽ đi qua coi cái banh mà của Olympic các bạn ơi. Thì năm nay là năm 2024 thì là Olympic là tổ chức ở ở Pháp, ở Paris đó các bạn. Thì Olympic nó cũng nó xong rồi phải không? Nó hết rồi. Hết rồi chủ nhật. Đó cho nên nhưng mà nó vẫn còn cái hình Olympic ở ở đây á. Cho nên là lần này mình may mắn mình qua là mình cũng được xem coi cái Olympic. Ồ, ở đây mình thấy có người ta chụp chụp hình đám cưới. Cái này có nghe phía sau đó, người ta nói tiếng Việt ba cái một đầu. Đó, chụp hình đám cưới nè. Chụp cảnh áo cưới đẹp quá trời. Cái này là gì vậy? Không, cái tháp, cái cửa này là cái cửa gì? Ở trên nó có vàng, phải vàng thiệt không vậy? Anh nhập về hài được, không chẳng gì vậy trơn nha. Cào cào thử người ta có gớt xuống không? Còn cô à mày. Hay quá. Tiếng Pháp nhưng mà mình cũng cảm thấy quen thuộc tại vì hồi đó cũng có học tiếng Pháp á. Trong cung điện bao xung quanh ở đây là vườn thượng uyển của vua này. Cung điện của vua nghe được có cung điện của vua. Trời ơi, chị Đình đang làm cái cây gậy tự sướng cho chị mình để chụp hình các bạn. Trời ơi. Sao cả chị cầm cái cây. Cho chị làm cái cây tự sướng. Nói xong mà. Làm cái cây cho ta đợi. Thôi nói xong mà. Mà mưa rơi qua xa. Qua từ sáu thùng xài. Hay là thôi là đi coi cái quả cầu Olympic. Ồ, mình thấy cái tháp bên này các bạn ơi, cái tháp nó nằm bên đây nè, xíu xíu xa xa. Đây có cái tour bus. Đó mình lên nó chở mình đi một vòng. Giờ mình sẽ đi kêu là gì? Champs-Élysées. Thái Hoàng Môn Champs-Élysées. Đúng không? Rồi bây giờ mình đi qua đổi trạm khác.
nên là mình sẽ đi metro. Nhìn giống ở bên cái chỗ mà phố đi bộ Nguyễn Huệ không? Nè, coi như đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ đó nha. Chị Đình tức tức thẻ đi qua kìa. Giờ bên đây chị mình dẫn mình đi thẳng Hoàn Môn mà đi ngang cái chỗ này là bán những cái hàng hàng hiệu, hàng có mặt á. Lưu vi rồi hiệu con cá sấu, Dior, Lancôme, Chanel, có Chanel không? Thấy Chanel ha, Chanel chắc ở trên. Cái thảm Hoàng Môn nó có cái hình Olympic kìa. Wow, này đông người quá. Đây là bên đây kêu là Dior. Bên này không biết là cái gì. Chanel. Không. Nhìn cái kiến trúc á, cái cách xây á, nó giống như ngay cái phố đi bộ Nguyễn Huệ mà ở bên hông, chỉ có đường gì quên rồi. Nằm giữa đường vậy luôn á. Nằm luôn. Có cái gì vậy thì chỉ định hồi mãi của cô. Thôi, nặng lắm vậy? Thôi. Gì mà nặng? Nặng lắm. Thôi đi, lẹ đi. Để nó đi, mình đi từ từ thôi. Sáng nay vẫn chị mình dẫn gia đình mình đi một vòng ở ngoài trung tâm. Cái này là khởi động. Chị mình nói cái này cho mình khởi động quên mất chút xíu thôi, cho biết là trung tâm nó đang vậy vậy đó, để mốt khởi động, để mốt đi đừng có hết hồn. Cần sao đi mới hết hồn. Ở đây nó có cái cờ của Europe nè, Europe, mình đang kêu là Europe, cái này có cái cờ Pháp nữa. Còn bên kia là có bán đồ ăn này hả, hay tới mua đồ tourist. Bên đường là Louis Vuitton các bạn ơi, LV. Ở đây là Apple này các bạn. Apple mới có Apple mới chưa. Apple mới chưa ta? Cái nó cũng mới cho quay bên trong. Và cái chỗ là LV nè các bạn. Sao cái cờ kia giống cái cờ thụy sĩ, cờ thụy sĩ không, còn cờ thật cờ ca. Ủa cái túi là nhân cái hộp luôn không?
Thì hỉ. Thế giống cái hộp vậy đó. Ừ, giống cái hộp vậy đó. Cái khóa luôn rồi. Này có quán cà phê, ông Hạnh có bán đồ ăn. Thấy rồi, thấy. Nó có cái dây che lại rồi. Cái này dành cho khu tourist nè, nên là giá. Ta uống cà phê giống như uống cà phê ăn croissant đúng không? Đây có hamburger nè. Đây có hamburger nè. Mặt cá nổ phía trước kìa. Boss, hiệu LV, Chanel, Dior, nói chung là cái dãy này là của tourist bán đồ hàng hiệu. Mình đã tới Khải Hoàng Môn rồi các bạn ơi, nhưng mà ở đây nó đang tháo mấy cái chỗ mà Olympic này nọ đó, cho nên là nó không có được thẩm mỹ, nó không có được đẹp. To bự hơn ở bên Vegas nhiều. Vegas là nó nhỏ nhỏ xíu à. Cái này buổi tối lên đèn màu vàng á. Đó, đẹp lắm. Xe đi khỉ tôi. Trời ơi, mất thẩm mỹ quá đi. Nhưng mà thôi kệ, để lần sau mình cũng có cơ hội mình quay lại. Khi mà nó dẹp xong hết á, mình sẽ quay lại nha các bạn nha. Cho chị Đình vô ăn mặt cá nộ các bạn. Ăn thử bao đồ ăn một cái nồ ở bên Pháp rồi, như nó có khác gì bên mình không? Thôi đi, đi o tở, o tở đi. Ồ, trời, nè để cái túi tháp phèn rồi bánh nè, wow. Ồ, macaron, ú đẹp quá. Mày ăn luôn không? Ăn kêu luôn. Lọ mấy dạng ngầu mụ bị xì xì cứ đi chai cây rồi ta. Nó khiếu bò, nó có khiếu bò nữa. Rồi đi xong mà từ giờ vô ăn mặt cái nồ. Tại vì gia đình nó muốn ăn mặt cái nồ nè. Mình ăn mặt cái nồ bên này nó có ngon hơn bên kia không? Cái hiệu này là một hiệu của Mỹ. Nhưng mà mặt nó nổ bởi nó không có nổi rồi. Ừ. Nó nổ bởi là hàng thường. Bán ra nước ngoài nữa. Mời các bạn nghe. Thứ cường cả. Vừa hát chỗ nào cũng như chỗ nấy à. Không có khác, không có đặc biệt gì nhiều. Chị có ngon không? Không ngon hả? Cái dầu gớt này không ngon hả? Dầu gớt không ngon, ba nói ba ăn. Mời em à. Hả? Mời em à. Chị Đình ăn mặt đá nồ ở bên Pháp có ngon không? Thích không? Có vui không? Đi bộ mệt không? Mệt không? Thích mệt. Thích mệt hả? Chúng như cùi à? Rất mệt thì thích mệt à? Rất mệt phải hủ cùi. Rất mệt. Đúng rồi, rất mệt. Con đi bộ rất mệt. Đúng không? Rồi bây giờ mình ghi lại ra cái số 5 Notre Dame các bạn ơi. Hãy thẻ nha. Đó đi qua. Ừ. Giờ mình đi lên. Cái Notre Dame là mình đi. Trời nó có gió này nha, lạnh. Notre Dame là mình đi nhà thờ Đức Bà ở bên Pháp.
Ồ. Rồi đi lên trên rồi. Đâu? À. Là police đó hả? Ồ. Ồ, chị gái mình làm ở đây nè các bạn. Police ở đây nè bà chế nè. Là không phải cho ai muốn vô nha. Nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Wow. Đây, nhà thờ Đức Bà. Mà phía trước nè, phía sau mình thấy là nó đang tu sửa nè các bạn. Cái vòng lại như vậy là mình đâu có đi vô được đâu đúng không? Ồ. Mày cháy chậm sao vô? À. Wow. Nè, đây là nhà thờ Đức Bà gần chỗ chị mình làm luôn. Thì mới nãy cái chỗ mà khu vực cảnh sát á, thì chị mình làm trong đó. Nhà thờ Đức Bà đang tu sửa ở trong nè. Nó sửa ở trong cái vòng là cái này nó không có cho mình đi vô tham quan hay là gì cả. Cũng mà nhà thờ Đức Bà đâu có cho vô tham quan rồi đúng không? Ủa vậy mấy người đi lễ thì sao? Không có lễ đọc lai vậy. Không có đi lễ luôn không hả? Đi lễ vậy là trong có gì hết trơn hả? Gì á, đang tu sửa trọng quá sao lễ. Không không, ý là trước đó kìa. Trước đó có đi vô được không? Vô được, tham quan được. Trước đó là đi vô được mà cúng, bây giờ thì cũng cúng bà ngoại tham quan qua rồi. Nhưng mà bây giờ bị cháy rồi cho nên không có đi vô coi được. Mình chỉ được coi ở ngoài thôi, nó cũng đang tu sửa ở trong á. Chút nữa vô cho lên cái tòa lầu cho ta làm á. Quay cái cảnh nó còn được hơn. Coi được ở trên. Hãy đứng gần coi mấy cái tượng, có mấy cái tượng đẹp lắm. Bự ra mình thấy được cái tượng không ta. Wow. Notre Dame. Ở dòng bên đây thì là cái này là cái cục cảnh sát hả? Đó, cái đó là cái cục cảnh sát các bạn ơi, cái này cục cảnh sát là canteen, có người ta đi vô ăn trong đó. Mà trong đó có làm việc gì không? Có luôn. Xin về dân tây nè. Mấy cái cho bạn coi, các bạn coi nè, đây nó đang tu sửa nè, thấy không? Đó, nó thời gian nè, nó đang quay vây lại nó sửa nè các bạn. Ồ. Đó, đang sửa chữa, nó sửa bao lâu rồi ngành? Mấy năm nay. Cái bên nhà thờ Đức Bà cũng mới bán pizza, bánh mì. Rồi hồi Covid đó hả? Ta đi kiếm ha. Kiếm mấy cái gạch á. Ta đặt xây lại. Oh, wow. Ồ, nó có ghi luôn sửa như thế nào luôn kìa. Đó nè. Để người ta vô coi được. Nè, sửa xong rồi, sắp xong rồi. Oh, wow. Đó, cháy hết cái nóc bây giờ sửa xong rồi. Ôi, coi chừng sang. Trời ơi, cái này đã sửa rất là lâu luôn. Trùng tu rất là lâu luôn các bạn ơi. Mình lên cái chỗ chị mình làm rồi, mình có thể thấy mình quay được cao cái lúc mà nó đang sửa nữa. Nên chị mình làm là ngày nào cũng giờ thấy nhà thờ Đức Bà hết trơn á. Trong nó đang sửa chữa quá trời luôn các bạn. Còn đây là cái chỗ mà phòng ăn của mấy cái cảnh sát, police này nọ đó. Thôi mà bây giờ là hết giờ ăn rồi, bây giờ đã 2 giờ chiều, đã ăn xong hết rồi. Thì mình
được vô quay chút xíu. Đang làm party các bạn ơi, party có bánh nè, có jambon nè, trời mấy cái bánh dễ thương quá trời luôn. Có macaron nữa. Wow, macaron cái kẹo mà dễ thương quá. Có nước chuối này nọ luôn, xếp có sâm banh luôn các bạn. Ê. Rồi chị mình mở sâm banh. C'est Grégory, c'est mon fils. Ça va? Bonjour, chef pâtissier. Vas-y, cool, un petit peu, pas tout. D'accord. Nhảy rồi, nhảy. Quậy, là chị bên quậy. Nhảy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu bạn thích video này hãy để cho mình một like, một subscribe cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.